Hello tất cả mọi người, hôm nay là ngày 18 tháng 4 năm 2023. Chúc tất cả quý anh chị em một cái ngày mới thật là nhiều sức khỏe và thật nhiều thành công trong cái ngày mới. Thì hôm nay em review cho quý anh chị em xem hai cái con chim này là của ngày hôm qua. Đó, con này là con số 1 và con số 5. Đó, do là cái anh trai ở dưới Cà Mau. Đó, ảnh trên Zalo, ảnh tên là cái gì Phạm May gì đó. Thì ảnh có dặn cho hai con này, ảnh kêu là chắc chắn là ảnh sẽ chuyển tiền. Thì chút xíu em sẽ quay một cái em sẽ quay cái màn hình của Zalo ngày hôm qua ảnh nhắn cho em nha. Đó, coi như là ảnh cho em số điện thoại của ảnh nè, rồi cho số điện thoại nhà xe, cho địa chỉ rồi này nọ các kiểu luôn. Nhưng mà tới hồi mà ảnh dặn để mà chuyển tiền á thì đến ngày hôm nay luôn ha, coi như trong vòng 24 tiếng vẫn chưa nhận được tiền. Và cũng rất là hên là vì cái biết sao, bữa nay bán chim coi như là không có gửi chim đi sớm, đợi tiền vô mới gửi không à. Đó, bây giờ em sẽ quay Zalo cho quý anh chị em xem một đoạn Zalo mà anh đó anh dặn chim nha. Rồi, sau khi mà em chèn một cái clip mà cho quý anh chị em xem ở bên Zalo đó, chính vì vậy mà em thường em ít khi nào mà em bán hàng ở bên Zalo lắm đó, cho nên là anh chị em thông cảm ha. Đó, rồi còn hôm nay á là em sẽ review cho quý anh chị em xem thì đâu đó nó khoảng chừng 60 con chim chòe lửa và chòe than. Chim này ở bên Đắk Nông nha mọi người nha, toàn bộ là chim ở bên Đắk Nông, có 8 thùng thôi, không có nhiều. Thì có chòe than, có chòe lửa, thì chòe lửa bổi đuôi ngắn á, thì chút xíu em sẽ ra hết những cái chuồng như thế này rồi em quay cho quý anh chị em xem ha. Chòe lửa bổi và chòe than đó. Còn cái cặp đây nè, để em coi, đây là chim ngày hôm qua. Chim ngày hôm qua thì hồi nãy em có để bên trong nhà là con chuồng số 5 là 300 nè, rồi con chuồng số 1 nè là con đuôi 19 ha, con đuôi 19 là 650k nè, con này con số 5 nè là 300k đó. Ngày hôm qua chim ở dưới Cà Mau dặn hai con mà không ghé lấy, ấy lộn, xin lỗi, không có chuyển khoản chứ. Đó, bây giờ em sẽ ngừng cái clip ở đây để em ra những cái con than cũng như là những cái con lửa bổi đuôi ngắn nha, không đo đuôi, đồng giá 180 nha. Còn chè than Đắk Nông thì đồng giá là 350k nha. Rồi, bây giờ em sẽ review cho quý anh chị em xem thì em mới ra được đâu đó nó khoảng chừng gần 20 con chè lửa và một con thanh tước, một con hồng hạnh hot rất là nhiều luôn nha. Đây, con hồng hạnh hot rất là nhiều luôn mọi người. Hồng hạnh trống nha mọi người nha. Cái con này nó hot giống y chang như là cái tiếng của con chè lửa mái vậy á. Hot rất là nhiều luôn. Đợi xíu nè, nó hot cho quý anh chị em xem nè. Con này rất cái giá của nó phải nói rất là mềm nha. Giá của nó là chỉ có 150k thôi. Thì cái dòng này mình nuôi nó giống như là chòe đất, chòe than, chòe lửa vậy. Thì nó ăn sâu và tập cho nó ăn cám ha. Con này bao cho anh chị em về bảo đảm hot lên luôn nè. Con hồng hạnh này nè, 150k nha. Rồi thanh tước nè, thanh tước trống nè, rất là đẹp luôn nha, 300k. Đó, có đúng một bé à. Rồi còn lửa bổi nè. Rồi thì lửa ngày hôm qua thì còn con số 1 và con số 5 nha. Đó, thì hôm nay lại đăng bán lại ha, vẫn như cũ. Rồi con này là đuôi 19 nè, có một lông đuôi cũ nó chưa có rớt nè và một đuôi nó là 19 nha. Đó, bán coi như là chim bị so le nha, em bán giá rất là yêu thương nha. Móc cái gì nè, mắt móng mỏ tay chân đầy đủ nha, không bị lỗi nha. Đó, có cái lỗi là cái đuôi nó so le cho nên là giá nó rẻ nha. Con này nè giá chỉ có 400k thôi nha. Lửa đuôi 19 nè mà nó bị so le ha, 400k. Đó, giá yêu thương luôn. Đó, hôm nay nè
18 năm nè, 18 năm mà có allow à. Đây. 250k nha. Đây, nó bị rớt hết đuôi mọi người. Đó, giá rất yêu thương cho anh em về nuôi nuôi lông mùa này nha. Đó, đuôi hơi tôm nhẹ. Có allow thôi nha, con này đuôi 18 năm, đó 250k. Mắt móng mỏ thay chân đầy đủ. Rồi con này đuôi 18 nè. 18 tôm nhẹ mà cái ngọn đuôi nó hơi tựa tí xíu nha, 250k luôn. Con này chuồng số 4 nha. Đây nè. Chuồng số 4, đó cái ngọn đuôi nó hơi tựa. Và đuôi hơi tôm nhẹ ha. Đó, chim mùa này lông nó cũng hơi cũ rồi, anh chị em thông cảm nha. Rồi đây có con lửa mái nè, thì nó đứng bấu bám bình thường ha, nhưng mà có một bên chân là nó hơi bị đau đó. Thì cái dòng này anh chị em có thể về tắm rửa phơi nắng rồi này nọ là nó khỏe lại bình thường nha, không sao hết đó. Hai chân nó vẫn đứng bấu bám bình thường, nhưng mà mình nuôi mình hạn chế cho nó bay nhảy nha. Đó, về chùm lồng lại. Đó, bấu chân là bấu bám bình thường nha mọi người nha. Đó, bán rẻ cho anh chị em luôn nha. 150 ngàn nha. Đó, mắt móng mỏ tay chân đầy đủ, nhưng mà có một chân nha, em nói trước nha, có một chân nó hơi đau. Nó vẫn đứng bấu bám bình thường, vẫn bay nhảy bình thường nha. Đó, nó hơi đau thôi. Có thỉnh thoảng thì nó sẽ đứng nó rút đó. Đó, thỉnh thoảng nó sẽ co cái chân. Đó là đây em quay. Đó, cái chân bên này phải ha. Chân bên trong nè. Đó. Thỉnh thoảng nó sẽ co lại ha. Mình nuôi nếu mà mình chùm lồng lại, mình hạn chế cho nó nhảy thì nó sẽ lành lại bình thường nha. Đó, chỉ có 150k thôi. Rồi bây giờ tới lựa bổ nha. Lựa bổ thì đồng giá là 180k nha, từ con ô số 20 nè. Con này ô số 20. Đó, anh chị em thì anh chị em cũng biết ha, thì cái mùa này thì lông nó cũng hơi cũ cũ rồi, anh chị em thông cảm nha. Đó, cái này không ai muốn cả. Nói chung về nuôi ôm lông rồi này nọ ha, hên xui. Lỡ mùa sau nó ra dài hoặc là đổ bông gì đó là hên xui nha. Đó, chứ còn chim thì giá rẻ ha, chỉ có 180k thôi. Con này đuôi cũng tương đối già nè, con này số 21. Đây, số 21 nè. Đó, những cái dòng này thì em bảo hành coi như là mắt móng mỏ tay chân đầy đủ hết cho quý anh chị em nha. Đó, chim giá rẻ, không đo đuôi nha, đừng có hỏi em là đuôi dài bao nhiêu. Đó, chỉ có 180k thôi. Đây là con số 22. Số 22 nè. Rồi, qua này. Đó, em quay mấy cái lửa này xong rồi cái em ra những cái con chè than ở bên Đắk Nông nha. Em ra trực tiếp cho anh chị em mình cũng xem ha. Rồi, con này số 23 nha, đuôi đẹp luôn nè. Đây, số 23. Đó, tranh thủ quay nhanh. Đổ sâu cho mấy này nan nữa, chứ nó đi đường cả đêm mà nó cũng đói. Đây, con này số 24 nha, chim mép mùa này rất là tơ nè. Đó. Đây, mép mùa này rất là tơ ha. 24. Con số 24 nha, chứ không phải cái đuôi nó dài 24 nha. Con này con theo cái số thứ tự là số 24. Rất là lanh. Rồi, con này số 25. Đó, 25 này chuẩn bị thay lồng nè. Đuôi ngắn ngắn nè. Đó, 25 nè. Rồi, con này 26 nè. Đây 26. Rồi qua này 27. Wow, 27 đẹp luôn nha. Đây 27 nè. Đó, đuôi nè. Đuôi kìa, tướng mặt mũi nè. Đó, đây 27 nha. Rồi qua này 28 nè. 28 nè. Đó. Đó, em đụng cái đuôi nó cái nó bay lên. Đó, đây số 28 nè. Đây. Đó, anh chị em chịu khó nhớ nha, nhìn cái tướng của nó nè, nhìn cái mặt nó nè, đó, nhìn cái số nữa, đó, đây. Đó, rất là tơ luôn, mùa này nè, đó, cắn phèn không nha. Đây là con số 28. Rồi, để em coi coi, còn mấy con? À, còn 3 con nữa thôi. Đây là con số 29 nè, đây số 29 nè. Đó, bản đuôi to đều đẹp nha. Đây, số 29 nè. Rồi, qua này số 30 nè. Đây, số 30. Wow. Đó. Tướng chạy sàn đó, con này nè, 30 nè, chạy sàn nhịp đuôi nè, 30 nha. Rồi con này số 31 nè. Là số 31. Rồi đó, hết rồi. Bây giờ tới coi cái thùng này em đang khui dở nè. Cái thùng này thì hồi nãy là em ra có con hồng hạnh lẻ em ra nè. Đó bây giờ em ra luôn nè, coi xem có than có gì ở trong này không. Rồi anh chị em nào ở tỉnh thì vui lòng nhớ chuyển khoản trước giúp em nha. Đó, chứ đừng có chơi giống như cái anh gì? Phạm May hả? Anh Phạm May hả? Anh chơi anh mua chim mà giống như mua cầu may vậy, mua kiểu mà dạng như đang chở khách rồi cứ gửi chim đi chút xíu trả tiền. Nói chuyện như đúng rồi. Ô, đây còn sót con thanh tướng nữa nè mọi người.
Đó, thanh nước bổi ha, 300k nha mọi người nha. 300k. Đó, thanh nước bổi. Mắt, móng, mỏ, tay chân đủ, đầy đủ nha, không bị lỗi nha. Đây, than Đắk Nông nha mọi người nha. Đó, tất cả những cái dòng chè than em ra, anh chị em chịu khó nhớ cái số thứ tự cho em nha, giúp em nha. À quên, xin lỗi. À, đây có một cái con lửa ha. Con lửa bổi mắt nó bị mờ nè. Nó bị chảy nước mắt một bên. Đó, em bán rẻ cho anh chị em nha, 100k nha. Con này ô số 1 nha. Hồi nãy em tách ra, em quên. Đó, bữa nay quay lại. Đây nè. Nó có một bên nó chảy nước mắt nha. 100k nha. Đó, mắt, móng, mỏ, tay chân đầy đủ. Con này ô số 1 nha. Còn con than nè, than Đắk Nông, than này em thả nó ô số 2 nha. Từ từ em sẽ quay rất là kỹ cho anh chị em mình cùng xem cái mặt của nó, cái móng, cái tượng, cái gì, cái mình nè, cái móng nè. Đó, móng là đầy đủ hết nè, mặt nè, mắt nè. Rồi đó, than á, chè than là 350k nha, than Đắk Nông nha mọi người nha. Đó. Đó, thả ra xòe đẹp luôn. Đây, than Đắk Nông ha. Đó, cái con đó là con đầu tiên. Con này thứ hai nó bị thiếu lông đuôi nha. Con này 300k nha. Con thứ hai. Con này ô số 3 nha mọi người nha. Đó, bị thiếu lông đuôi nè. 300k. Số 3 nha. Con này con thứ tư nha. Rất là dữ mặt nè. Con này chuẩn mẫu hot luôn nha, bổ chung nha. À, chuẩn mẫu hot chim này, con này ô số 4. Đó, chim này chuẩn mẫu hot luôn, bổ chung chim thôi, không có dài. Ấy lỗi, xin lỗi, không có to. Đây. Đó. Con đó ô thứ tư nha. Bữa nay cũng khá là nhiều chè than đó mọi người. À, nó xòe. Con này ô thứ 5 nha. Wow. Móng đầy đủ hết. Con này ô thứ 5 nha. Xòe rẻ man luôn. Trời ơi. Wow. Con này thứ 6 nha. Mặt nè, để em quay kỹ cái mặt nè. Mặt chân. Rồi, con này ô số 6. À, mặt con này rất là dữ nè. Hãy subscribe.
Đó, con đã ô số 6 nha mọi người nha. Wow. Con này thứ 7 nha. Chụp hình. Quá đẹp má ơi. Con này đang có lửa hỏng đen thui luôn mọi người. Rồi, móng đầy đủ hết. Con này số 7 nha, đó, về chim coi như là xè không nha. Xè không. Đó, 350k nha. Đây. Má ơi nó xè rồi. Ui là trời. Rồi, con thứ 7 rồi, tranh thủ ra nhanh nhanh. Bữa nay phải nói là cũng chiều nay phải nghỉ sớm nữa, chở con đi học nữa. Rồi, con này con thứ 8. Móng. Rồi, móng ok hết. Con này khá tương đối bự nha. Con này tương đối bự, con này ô số 8 nha. Đó, những cái con mà em ra theo cái ô cái em đều báo cho anh chị em nè. Đây. Má ơi nó hơi nhát thôi. Đấy. Mạch dữ nha. Đó, mạch dữ nha. Đây. Đó, con đó là số 8 nha. Trời. Trời nó bị dính nè, nó bị dính đuôi nè, trong cái quá trình mà đóng thùng nè, nó bị quấn cái đuôi nó lại nè. Về tắm đi nha. À đó, nó bung ra. Rồi. Nó bị băng keo dính lại, con này phải nói rất là to nha. Có mặt sát thủ chưa? Con này thứ 9 nha. Con này ô số 9 nha. Ô con này sao kỳ ta. Đây nè. Cái lỗng đỏ lòm mà. Đây nè. Kỳ đó. Có giờ ra ăn than mà than sô cô la không trời. Đây nè mọi người, đây cái lông nó đỏ lòm mà, rất là ngọt. Ô con này chắc có mùa rừng luôn nè, chanh nè. Chanh lên bốt luôn nè. Rồi, con này số 9 nha, thả vô số 9 nha mọi người. Ui. Đó, con số 9 này cũng tương đối to nha. Wow, con này là trường chim nè, ngũ đoạn. Đó, tương đối to dài, con này số 10 nha. Rồi ok rồi, không bị lỗi nha. Mắt móng mỏ tay chân đầy đủ. Đây đó, thả vô đây cái đó. Con này số 10 nha. Rồi, tranh thủ nhanh nhanh nè. Con này là 11 nha. Thứ 11. Rồi, thứ 11 rồi, hết một thùng rồi. Để em xem coi. Má ơi, sao nó bữa nay nó nhiều than thế?
Con này bảo đảm về nuôi rất là mau hót này. Con này thứ 12. Con này thứ 12 nha mọi người nha. Đó, thấy chưa? Em nói cái con thứ 12 về nuôi rất mau hót, thả vô là nó huyết chẹp liền. Rồi, con này thứ 13. Đó, thấy không? Con thứ 12 nè. Đó, trời ơi. Bắt ra thôi. Chưa chi là thấy sao mình nói vậy mà nó đúng thiệt chứ. Rồi đây con số 13 nè. Con này mà dân chơi chào mào người ta hay kêu là hầu bò. Má cái cổ to. Đây thứ 13 nha. Rồi chân tay bấu bám bình thường nè. Móng đầy đủ nè. Đó, đuôi nè. Rồi, đó, con này thứ 13 nha. Con này thứ 14. Con này khá to nha. Thứ 14. À, cầm vô nguyên nắm tay luôn nè. Đây thứ 14 nha. Rồi thứ 15. Con này như võ sĩ luôn. Coi đầu dẹp lép luôn nè. Thứ 15, tướng khá to ha, móng. Rồi móng đầy đủ hết nè. Con này thứ 15. Thứ 16. Rất là to, rất là chắc. Cầm ra phải nói là cầm giống như là mình đang cầm cục thịt bò vậy, rất là to luôn nha. Con này thứ 16 nha. Rồi, chân tay móng cẳng đầy đủ. Bên này có sâu rồi, thả ở đây luôn. Đây, con này thứ 16 em để bên này nha. Do bên cái chuồng học bên này có 15 ô à. Đó, thứ 16 em để qua bên cái chuồng sắt bên kia. Đây, thứ 17. Thứ 17 chim mép nè. Đây coi cái họng nó vàng khè à. Đây thứ 17 nha. Coi cái móng trước cái đã. Ngoái ngoái nó mà nó không chịu bung. Wow, thứ 17 thôi. Bỏ đại ở đây đi. Đây là cái con này họng vàng khè à. 17 là thả vô chuồng 33 nha mọi người nha. Đó, cái họng độc há ra. Đây để em quay cái họng cho anh chị em xem nè. Nói là phải có sách, mắt là phải có trứng nè. Trời ơi, hôm nay về quá trời than luôn mà trong khi đó ngày hôm qua lại bán con than máy thuộc đi rồi. Chứ hôm nay mà để kích coi con nào nó hot cái mình bắt nó ra mình nuôi. Trời ơi, tiếc. Đó, cái họng con này còn vàng khè ha. Nè. Đó, cái họng vàng khè. Rồi, con này là con số 17 nha. Ồ, chuồng 33. Rồi, em ngừng cái clip ở đây đây. Em còn khoảng chừng 1, 2, 3 thùng nè. 3 thùng, 3 4 thùng gì đó mà nhiều quá ra không kịp mọi người ơi. Em tranh thủ coi như là cho mấy anh chim nó ăn rồi. Chiều nay em còn phải nghỉ sớm, em chở con em đi học rồi chở vợ em đi bơi nữa. Nói chung là cũng khá là nhiều công việc để làm trong cái buổi ngày hôm nay đó. Cho nên là anh chị em nào mà có nhu cầu mua chim nha, nhớ alo cho em cái số điện thoại em để bên cái góc dưới màn hình đó. Đừng có nhắn tin Zalo giống như cái anh mà hồi nãy em chèn một cái clip cho mấy anh xem á đó. Đó, nó mất thời gian lắm nha. Cái thứ nhất là mất thời gian, cái thứ hai nữa là có những cái ý định coi như là đây còn 2 thùng nữa nè. Đó, đó coi như là đừng có lớn rồi ha, mình làm ăn cho nó chân chính đàng hoàng, đừng có chơi cái ý định coi như là gieo dắt cái thịt lừa đó, không có ai vui đâu. Rồi, xin chào và chúc tất cả quý anh chị em một cái ngày mới thật là nhiều niềm vui, sức khỏe và thành công trong cái ngày mới. Xin chào và hẹn gặp lại.